Đại sới bạc giữa rừng, ai là người điều hành sới bạc này? Sới bạc hoạt động trong các khu rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bổ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá lớn. Mỗi ngày thu hút hàng trăm con bạc đến sát phạt, và do Ngô Xuân Quyền, con trai của đại tá Ngô Xuân Huyền, phó trưởng công an huyện Xuyên Mộc điều hành. Được biết, Quyền cũng vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội tổ chức đánh bạc vào ngày 15 tháng 10. Từ những miêu tả của người dân, khi thâm nhập sới bạc, phóng viên báo Thanh Niên không khó để nhận ra Quyền, vì người này lúc nào cũng ngồi giữa chiếu bạc. Đây cũng là vị trí mà những con bạc lớn hoặc nhà cái, nhà thầu mới được ngồi để tiện quan sát chiếu bạc và thu tiền sâu. Ban đầu khai sới hoặc giữa buổi, Quyền còn nắm các quân vị để xóc dĩa. Sới bạc này được đánh giá là uy tín vì không có gian lận. Bốn quân vị thì bên đội khách được cắt hai con, Quyền cắt hai con. Bài để cắt quân vị đều được kiểm tra kỹ lưỡng, một tay đánh bạc có tiếng ở huyện Xuyên Mộc tiết lộ. Quyền thì có vẻ ngoài bảnh bao, cao lớn và nhìn rất thư sinh. Thế nhưng mỗi khi chỉ đạo, điều hành công việc lại rất cương quyết, dứt khoát và thường chửi thề. Ngồi trên ghế, đầu đội nón kết, kế bên và phía sau Quyền luôn túc trực từ 4 đến 6 đàn em, trong đó hai người làm nhiệm vụ xăm côn, một cách đánh nhỏ lẻ để ăn tỷ lệ trong sòng. Hai người đứng sau lưng túc trực chờ Quyền sai bảo. Ngoài ra còn có 4 người khác túc trực hai bên đầu chiếu bạc để gom tiền thắng và chung tiền thua. Sau đó tiền sâu được chuyển về cho Quyền cất vào giỏ. Một con bạc cho biết, dựa vào mối quan hệ rộng rãi với các tay chơi cờ bạc ở nhiều tỉnh thành như là Bình Thuận, Bình Phước, Biên Hòa, Quyền nhanh chóng lôi kéo được nhiều con bạc có máu mặt đến sát phạt khi vừa mãn hạn tù. Với những canh bạc từ 300 đến 700 triệu đồng, có lúc lên đến hơn 1 tỷ đồng. Vào những ngày cuối tuần, có đến hàng trăm con bạc đổ về, đặc biệt khi có sự góp mặt của các con bạc sợp như là B, H ở Biên Hòa, T ở Hồ Tràm, chiếu bạc sôi động hẳn lên vì số tiền canh bạc lên đến hàng tỷ đồng. Tiếp xúc với phóng viên, nhiều con bạc cho biết dù sới bạc của Quyền mở ở nơi xa xôi nhưng người ta vẫn tìm tới vì cha Quyền làm phó trưởng công an huyện cho nên sẽ an toàn. Ngoài ra, sới bạc của Quyền thường chọn địa điểm tập kết nằm sâu trong rừng hoặc địa hình nút cổ chai để dễ quan sát, phát hiện nếu có người lạ tiếp cận. Do có đàn em đông đảo nên Quyền bố trí dày đặc các lớp cảnh giới, theo dõi ngầm hoạt động của khách ra vào. Sau khi báo Thanh Niên xâm nhập sòng bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức, phóng viên báo cũng đã gửi hàng loạt ảnh, video cho phòng cảnh sát hình sự PC02, công an Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Ngay trong đêm 29 và rạng sáng 30 tháng 11, các trinh sát của PC02, công an Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đến nhà những người liên quan để làm việc. Tuy nhiên, hàng loạt người có vai trò tổ chức và con bạc đã bỏ trốn. Rạng sáng 30 tháng 11 đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 9 nghi can, bao gồm Nguyễn Bảo Sơn, 25 tuổi, Trần Mạnh Trung, 30 tuổi, Nguyễn Văn Quý, 43 tuổi, Nguyễn Tấn Đạt, 23 tuổi, Võ Văn Sang, 28 tuổi, Nguyễn Hùng Tâm, thường gọi là Mun, 30 tuổi, Lương Bảo Bảo, 32 tuổi, Trần Minh Sang, Trần Bình Minh, 36 tuổi, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc. Vào rạng sáng 30 tháng 11, một phó phòng PC02, công an Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 10 trinh sát có mặt tại nhà của Ngô Xuân Quyền để triệu tập nghi can này làm việc, nhưng Quyền đã bỏ trốn. Qua cuộc điện thoại với vị phó phòng này, Quyền hứa ngày 1 tháng 12 sẽ đến trụ sở PC02 để trình diện, nhưng đến nay vẫn không tới. Bước đầu qua đấu tranh, các nghi can như là Sơn, Trung, Quý, Đạt và Sang khai nhận chính Quyền là nghi can tổ chức sòng bạc. Còn những nghi can này đóng vai trò cảnh giới, đưa đón khách. Bốn nghi can còn lại khai nhận đến sòng bạc để đánh bạc. Ngày 2 tháng 12, sau khi báo Thanh Niên đăng bài tại sới bạc giữa rừng, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã có văn bản đề nghị công an huyện này căn cứ nội dung thông tin trong bài báo để chỉ đạo lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành điều tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 4 tháng 12. Để mở rộng địa bàn cũng như thuận lợi cho việc làm ăn, khi vừa mới ra tù, Quyền đã tập hợp dưới trướng đông đảo đàn em, những tay giang hồ số má tại địa phương như là Cu Sển, Hào. Trong đó, Cu Sển tuy mới ngoài 20 tuổi nhưng nổi tiếng máu lạnh, khiến nhiều con bạc khiếp sợ. Hàng ngày, Quyền trực tiếp đến sới bạc điều hành, thu tiền sâu. Quyền tuyển lựa những tay xóc đĩa có kinh nghiệm, máu mặt tại địa phương để con bạc yên tâm chọn mặt gửi vàng. Phần chi trả tiền cho các con bạc luôn có những tay chơi cờ bạc nhiều tiền đứng ra thầu, trong đó phải kể đến TH Hồ Tràm, người thường xuyên đứng ra thầu bán bài tiền tỷ với những con bạc ở tỉnh khác tới sới bạc. Với cách thức hoạt động này, tay xóc đĩa chỉ có nhiệm vụ xóc đĩa và được Quyền trả lương từ 1 đến 1,2 triệu đồng một ngày. Thu tiền sâu nhiều, Quyền trả 1,5 triệu đồng. Đĩa xóc xong bỏ xuống chiếu sẽ có những con bạc ngồi ở vị trí giữa chiếu giơ tay xin đĩa. Trường hợp không có cái bạc, con bạc lớn mở đĩa, Quyền sẽ trực tiếp chi phối canh bạc.
Tuy nhiên, rất hiếm có trường hợp cái bạc không chịu mở đĩa, bởi quyền sẽ trực tiếp bán chiếu cho đồng đều để ít chịu thiệt nếu cả hai mặt chiếu chênh lệch quá lớn. Về phần mình, quyền đứng ra thầu, quản lý sới bạc và thu tiền sâu, cho vay vốn lưu động tại sới bạc. Với những canh bạc ra ba đen, thường gọi là ba sâu, con bạc sẽ tự động đóng tiền sâu 5% trên tiền đặt cược. Mỗi canh bạc đều có mặt chiếu khoảng 400-300 triệu đồng, thì tiền sâu quyền thu được khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng một ván. Như vậy, từ 13 giờ đến 18 giờ sẽ có khoảng hơn 100 canh bạc ra sâu, số tiền mà quyền thu sâu lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi trò chuyện với các con bạc, chúng tôi còn được giới thiệu nhiều về độ an toàn bất khả xâm phạm của sới bạc này. Theo H, sới bạc khủng này hoạt động trong thời gian khá lâu. Để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng, chủ sới bạc liên tục thay đổi địa điểm. Các điểm thường chỉ tổ chức đánh từ 1 đến 2 ngày, rồi cuốn chiếu bạc dời sang điểm khác chứ không cố định một chỗ. Các con bạc cho rằng, tại khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian gần đây có nhiều sới bạc mọc lên, nhưng sới ở huyện Mộc Xuyên thường mở rất uy tín, lôi kéo hàng trăm con bạc. Tại sới bạc luôn có từ 30 đến 40 người cảnh giới, đưa đón túc trực và làm nhiều nhiệm vụ khác nhau ở cả trong và ngoài sới. Chủ sới còn chỉ đạo lực lượng này đóng giả con bạc, trà trộn tại chiếu bạc của mình, ngồi xen kẽ để theo dõi ngầm mọi hoạt động của con bạc. Tại sới bạc, chủ sới luôn bao quát tình hình từ trong ra ngoài. Tất cả nhóm cảnh giới ở từng chốt canh gác đều được chủ sới trang bị bộ đàm để tiện báo cáo tình hình. Qua nhiều lần tiếp cận sới bạc, phóng viên báo Thanh Niên quan sát. Mặc dù ngồi thu tiền sâu, nhưng chủ sới không bao giờ quên chỉ đạo đàn em tăng cường cảnh giới, cảnh giác xung quanh chiếu bạc. Cứ khoảng 15-30 phút, nếu không thấy người cảnh giới liên lạc bằng bộ đàm, chủ sới sẽ trực tiếp gọi ra hỏi thăm nhắc nhở các anh em tập trung làm việc. Đây cũng là lý do nhiều con bạc luôn an tâm khi đến chơi tại sới bạc này. Một lần, chiếu bạc đang hăng say sát phạt, thì một người cảnh giới phía ngoài gọi bộ đàm vào thông báo có người lạ chạy xe máy tiếp cận khu vực sới. Sau khi dò hỏi, phía cảnh giới thông báo cho chủ sới biết chỉ là những người dân vô rừng hái măng. Chủ sới liền quát, không cho nó vô rừng, kêu nó ra ngay. Mày bảo nó ngày làm được bao nhiêu tiền thì cho mẻ luôn đi, rồi đuổi đi. Khi chủ sới nóng giận, cả sới bạc cũng gần như im lặng. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, H cho biết việc chủ sới không cho người dân vô rừng là để đảm bảo an toàn cho sới bạc. Nếu ai vô được thì chèo, tức công an, cải trang vô bắt sới rất dễ. Vì chủ sới ném vài triệu để đuổi những người này đi câu cá, hái rau, bán vé số, đi quanh khu vực để đảm bảo an toàn là chuyện thường. H cho hay. Đây là sới bạc có hai lối vào khá hiểm. Lối thứ nhất nằm ở bờ đê hồ Sông Kinh. Các con bạc để lại ô tô tại một bãi đất ở khu tái định cư trung tâm thị trấn Phước Bửu. Sau đó, nhóm dẫn đường sẽ chở bằng xe máy vào sới bạc. Lối đi thứ hai, các ô tô đi từ trung tâm thị trấn Phước Bửu về xã Bông Trang, rồi rẽ phải xuống chân cầu, men theo bờ tường bảo vệ của khu bảo tồn. Tại đây, nhóm cảnh giới dẫn đường sẽ lấy ô tô của con bạc cất giấu và chở bằng xe máy đi vào sới bạc. Phóng viên báo Thanh Niên được đưa vào sới bạc bằng lối đi thứ hai, đang đi thì hoảng hồn khi thấy một người cảnh giới từ xa cầm súng bảo vệ sới bạc. Vờ khen khẩu súng đẹp, người chở chúng tôi tiếp lời. Đó là súng chì, loại súng hơi, mua mấy chục triệu đó. Giờ súng đó khoảng 50 mét mà bắn nắp bia là không xảy được đâu. Rất nhiều người đã bình luận không tin khi chính quyền địa phương, cơ quan công an lại không biết gì về một sới bạc đã tồn tại nhiều tháng nay, quy tụ hàng trăm con bạc tứ xứ. Nhận xét về việc dân thì biết, chính quyền địa phương thì không. Một bạn đọc tên là Lạc Vân ở Bà Rịa Vũng Tàu nêu, kể cũng lạ, lòng vòng trong địa bàn một huyện, cả trăm con bạc ra vô mấy tháng mà cơ quan chức năng không biết, trong khi phóng viên từ Biên Hòa Đồng Nai đi xuống mà vẫn được lọt vào. Bạn đọc Thanh Cường thì ngạc nhiên, đánh bạc có tổ chức, đông người, quy mô lớn, tiền bạc tỷ mà chính quyền địa phương không biết. Còn Kiều Minh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh thì không tin vào việc kể cũng lạ này khi bình luận, bất cứ hành vi phạm pháp nào, cơ quan chức năng cũng biết, còn vì sao không bắt thì không biết. Tìm hiểu về nhân thân của người tên Quyền, chủ sới bạc này, thì ngay chính nhóm phóng viên báo Thanh Niên cũng rất bất ngờ khi biết anh ta là con của một lãnh đạo công an tại địa phương, từng có tiền án về tội đánh bạc. Đây có thể là nguyên nhân vì sao sới bạc này tồn tại lâu mà không bị sờ gáy. Đồng tình, bạn đọc Vinh Sử ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhận xét, muốn biết sòng bạc này ra sao, Quyền là con ai, hỏi mấy vị lãnh đạo công an huyện ấy, mấy anh biết hết cả. Rất nhiều người cho rằng Bộ Công an phải vào cuộc điều tra bóc ra đường dây này, chứ không lẽ một sòng bạc lớn như vậy tồn tại thời gian dài gây nguy cơ cho biết bao nhiêu gia đình tán gia bại sản. Nhiều người cũng đề nghị Bộ Công an phải vào cuộc nhanh để xử lý dứt điểm những cán bộ nếu có dính líu đến đường dây đánh bạc này, đồng thời nghi ngờ về một sự bảo kê trắng trợn.
Nhiều người nhận xét nơi đặt sòng bạc là một khu bảo tồn thiên nhiên, tức là phải có cả sự kiểm soát, giám sát của các lực lượng khác, không riêng gì công an. Vậy mà có cả hàng trăm người vào đánh bạc, họ vào rừng khu bảo tồn bằng phương tiện gì? Ban quản lý khu bảo tồn không thể không có trách nhiệm. Cần lưu ý đến thông tin chiếu bạc đang hăng say sát phạt. Bạn đọc Hoàng Quang Minh ở Bà Rịa Vũng Tàu thì mong chính quyền ở tỉnh về giải quyết xem sao. Chứ chuyện gì cũng phải kêu đến bộ công an thì vai trò, sức mạnh của quản lý địa phương để ở đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đại sới bạc giữa rừng trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!